lực Appen, năng lượng chuẩn xác. TV 360, xem theo cách của bạn. Hai cái không phải là vừa cái lá. Anh vừa cái lá là cái sạch. Xứng đáng. Tại vì nó mang tính là đồng đội. Thì qua một cái cuộc thi thì mình phải nhìn nhận lại là mình có cá nhân quá hay không để rút cái kinh nghiệm. Thì mỗi một lần thua thì mỗi một lần rút kinh nghiệm. Đó là tất cả đều là bài học. Nghiêm. Nhìn mới phải. Thắng. Thôi. Tôi công bố kết quả hội thao như sau. Đội Thành Đồng Diệt Địch. Thời gian 1 phút 40 giây. Xếp thứ tư. Đội Chiến Binh. Thời gian 1 phút 11 giây. Một mục tiêu chưa bị tiêu diệt. Chưa vỡ. Xếp thứ ba. Đội 6789 san bằng tất cả. Thời gian 1 phút 10 giây. Một mục tiêu không bị tiêu diệt. Xếp thứ hai. Đội Vinh Quang. Tổng thời gian 1 phút 10 giây. Xếp thứ nhất. Một lần nữa đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay chúc mừng kết quả hội thao của các đội. Chiến thắng là đã về, mình đã chiến thắng chính bản thân mình. Không nhất nó cũng không cuối. Và cái cảm giác là được thực hiện những cái nhiệm vụ cùng với đồng đội của mình hay lắm. Em muốn làm điều đấy. Cũng không thấy là mình làm cái gì nó quá tốt. Cho nên là hồi chiều khi mà mình thực hiện cái thử thách đó, mình thấy cái lực mình vẫn còn yếu lắm. Tôi nghĩ là sau cái buổi huấn luyện ngày hôm nay, Tuấn sẽ tập trung vào lực của mình nhiều hơn nữa. Đối với nội dung huấn luyện đâm lê, đánh sẻng, đề nghị các đồng chí trong quá trình học tập công tác chúng ta thường xuyên vận dụng. Vì vậy các đồng chí phải rèn luyện nghiêm túc và chặt chẽ để không ngừng nâng cao kỹ năng chiến đấu của cá nhân trong việc sử dụng vũ khí trang bị hiện có, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào. Sau đây các đồng chí tiểu đội trưởng chỉ huy bộ đội lấy vật chất cơ động thực hiện kế hoạch. Bắt đầu. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Nhưng mà mình cầm mono vào hai anh em nhìn nhau lúc đầu thì là cũng hơi ngại đấy, tại vì bình thường là tắm là chỉ có tắm mình thôi chứ. Mà hôm nay tắm là đông dã man luôn, anh em nào vui, rất vui, vui cực kỳ. Hey!
Khi mà mình tắm á, cái tiếng cười của mọi người á, sau một cái ngày mà thực hiện cái nhiệm vụ đó rồi xong, cái nước nó siêu mát luôn, nó làm mình cực kỳ mà kiểu sao ta tái tạo năng lượng rất là tốt luôn, cho nên là mình rất là thích cái cảm giác đó. Năng lượng chuẩn xác. Đại đội tập trung lên cơ. Đại đội, thành trung đội ba hàng dọc. Đại đội ngang, stop. Còn ai? Ơi. Chơi. Rồi mình trả nhà thường, chơi. Trước khi ăn cơm, có một số nội dung nhắc ca chính như sau. Trung đội 1 có thời gian tắm giặt, nhưng khi có lệnh tập trung, cao trí tập trung ra gian và không bảo đảm. Trong tập thể, chúng ta luôn đề cao việc của đơn vị, tính thống nhất của đơn vị. Một đồng chí thấy chậm 30 giây thì cả một đại đội tốn rất nhiều thời gian các đồng chí. Cố gắng là chạy tốc ga lấy bát. Đấy, mình nghĩ cái khoảng thời gian mình chậm chắc nó chỉ khoảng tầm 1 phút đến 2 phút thôi ấy. Nhưng mà ý là như thế đã không được phép ở trong quân đội rồi. Sau đây, các tụi tôi chỉ huy về trí, tập trung lại, bắt đầu. Chúng đội 1, sau, quay. 2, sau, quay. 3, 4, 5, 6, 7. Trái, quay. Tôi lưu ý các ông chí là lần cơ động tiếp theo các ông chí khẩn trương. Trái, quay. Có mấy trái bị thương, chạy. Nhanh hơn à? Khẩn trương. Lại, đứng. Trước, thẳng. Hàng của tiểu đội đồng chí Vũ, các chiến sĩ, các chiến không lấy mặt sang phải. Vì sao đứng ngoài lại không phải quay mặt ta? Đâu có hàng nào bên phải đâu, bên sau mình là chuẩn rồi. Đúng rồi. Ừ nhờ. Tôi nhắc lại một lần nữa bên vị, khi có phòng lệnh của người chỉ huy, nhất cho mày. Bị đồng chí chỉ huy nhắc thì mình cũng hết hồn. Mình cũng về lại vị trí, mọi người sau lưng nó cũng là không có xoay. Nhìn thẳng thì lúc đó mình mới thấy ủa trời ơi, nãy giờ một mình xoay qua, xong lúc đó mình xoay lại bình thường thì thấy tập trung hơn. Nói chung là lúc nào cũng phải tập trung. Chính tụi em làm cho cái sự đúng giờ nó trở thành trễ giờ,
chỉ cần một người trong tiểu đội đó có một cái sự không đúng giờ hay là bất kỳ một cái vi phạm nào đó thôi là phải chạy lại tập trung lại một lần nữa, lại có một người lại sai là phải chạy về. Trước khi các anh đội cơ động xuống nhà ăn thì tôi nhắc lại lần nữa để các chị nắm, thời gian của tập thể chúng ta phải đề cao hơn thời gian của cá nhân. Thứ hai, khi nghe mệnh lệnh của người chỉ huy, các chị nghiêm túc chấp hành, đặc biệt là trung đội 1, đồng chí Nhất tiếp tục về rèn luyện nhắc nhở đồng đội để đảm bảo về nội dung của người quân nhân. Cuối cùng, chúc đơn vị thành công mọi việc. Chưa bao giờ em đi ăn trước khi giờ ăn cơm mà mình chạy vài vòng. Nhưng mà hay lắm anh ạ. Quay sang những đồng chí cũ, những chiến sĩ cũ. Không có gì đâu, chạy vài vòng tí ăn cho ngon. Họ rất là tích cực. Tự dưng mình cũng thấy rất tích cực rồi. Em không thấy mệt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. 1, 2. Nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em tôi vì nhân dân quên mình. Mặc trời chiến có dân, ngày ngày lo sao cho toàn dân tâm, toàn dân lo được hoàn thành. Tập vất vả, tôi đã ăn nhiều rồi nha. Cảm ơn đồng chí. Mời các đồng chí ăn ngon đi. Mời anh chị. Mời gia đình mình nha. Anh em đồng chân không? Trời ơi trời, nếu không đau. Hôm nay tính là bằng đồng nhiều. Nó cứ thay đổi cường độ ấy, kiểu lúc nhanh lúc chậm ấy. Hôm nay mọi người đi như nào chứ anh là vác cái xác khoảng hơn 100 kg đi á. Mà mình nghĩ lại là mình kiểu muốn bỏ cuộc nhất là cái lúc sáng nay. Lúc mới đến đúng không? Mới đến là lúc mà nhắc bản lô quá. Vác bao lô lên xong rồi vác thêm mấy cái đồ mà kiểu giáp với cả zip lên ngực mình lại. Ui, cái lúc này dốc cái đèo ấy là mình kiểu thực sự là mới là đầu chạy vô thức luôn ấy. Ở đây đáng sợ thật. Không có dám ăn được. Khôi sợ nhất ngoài hôm nay. Đi sắp quá. Ừ, rồi. Chị vẫn không chịu đi cạo râu. Tôi cạo rồi. Râu mọc một bên nhìn kỳ ghê. Tôi đã cạo rồi. Nhưng mà tuyến lông tôi có chịu rất mạnh, không ra luôn. Thì nó chỉ ra được những gì mà nó có thể ra thôi. Còn chỗ nào mà nó mọc kiểu một bên vậy không? Gà hả? Ngon. Kẹp, tôi mất. Cái tay đấy đang để trong vali. Vali đó. Cơm dẻo. Cơm dẻo. Ăn được. Ngon. Khác của Việt Nam à? Cái này ngon dã man luôn đấy. Cảm giác ăn ngon nhiều. Mình cũng không nghĩ là mình kiểu sẽ hòa nhập về chuyện ăn uống nhanh như thế đâu. Mình kiểu lúc đầu mình sẽ nghĩ là chỉ làm ăn được mấy miếng. Đến lúc đấy rồi anh em kiểu mừng lắm á. Vì là cho cái gì cũng ăn và cũng sẽ ngon. Một tí à. Ngon không? Ông xuống hết sao? Tôi đấy nè, sắp tới cứ chọn cổ này đi, chọn những người này nấu đi. Okay. Sắp về, sắp về. Sắp cái gì? Ý là sắp tới có đám cưới rồi chọn cái này. Tôi thấy ok á. Cái không gian trong cái bữa ăn đó nó rất là gần gũi và thân thiện. Tụi em vừa ăn vừa nói chuyện vừa chia sẻ với nhau về những câu chuyện từ sáng tới bây giờ, hoặc là chia sẻ về những câu chuyện
về gia đình, về cá nhân. Cái không gian nó gần gũi giống như là anh chị em trong một nhà vậy. Không ngờ là các chiến sĩ là nhanh thân với nhau. Điều này nó khó tìm được ở bên ngoài. Ủa là sao? Cái là gì hả? Con này xui hả? Xui của ai? Con phến là ai? Gọi gần ai là vợ của một Việt Hoàng? Hả? Sao sao con có gặp vợ em nữa? Nó kêu xui hả? Sao sao? Cái kêu này là gì của Mono? Rồi giờ là con của phến. Đúng rồi, em của anh phến. Vậy tính ra là Mono phải kêu đây là ông ngoại. Nhưng mà sao đây là xui? Bây giờ mình tính lại cái giao phả cái nha. Gia đình tôi lại lớn lắm được cái gì không đâu. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Bọn nào không? Bọn này đang đi trong trung đội. Được sự phân công của đồng chí trung đội trưởng. Buổi tối ngày hôm nay tôi tiến hành duy trì sinh hoạt đối với đồng chí. Tôi cũng đã chuẩn bị cho đồng chí một cái trò chơi, một cái cách nhỏ để chúng ta hiểu biết nhau hơn. Chúng ta sẽ chia làm hai đội, của hai tiểu đội. Là đồng chí đội trưởng sẽ tiến hành lên bốc về thử thách. Sau khi đồng chí đội trưởng lên bốc xong thì sẽ tiến hành hai đội thảo luận và lựa chọn ra cái thành viên của đội mình tham gia thử thách với đội kia. Tôi quy định tiểu đội 1 không tham trước. Và gì? Ai khỏe hơn? Đối với nội dung thử thách ai khỏe hơn, chúng ta sẽ thi đấu bật tay. Ba hiệp. Có đồng chí nào thì tinh hơn tôi thì xin mời anh chơi. Bên để xem bên này cử ai đã. Hết thời gian thảo luận thì hai đồng chí của hai đội cùng nhau đứng lên. Mời hai đồng chí tham gia thách đứng dậy. Đồng chí chú ý. Chưa, mới chú ý thôi. 3 2 1 bắt đầu. Rồi, rồi là cái môi chừng 15 cân. 15 cân.
vậy phần thắng này thuộc về thứ hai. Vậy bây giờ là thứ hai, dẫn loại được đồng chí Phến, khỏe nhất, đồng chí Hiếu. Rồi là trọng lượng cũng rất là đấy, còn lại đồng chí còn tiểu đội một còn cơ hội, nên là đồng chí phải quyết tâm lên. Anh thi hơi dài không? Tôi ai được chứng nhận bên đây thôi. Đau hay là như thế nào? Thế
đồng chí giường dưới là đồng chí Hoàng đúng không? Thế bây giờ nếu mà đồng chí Hiếu có ý kiến là đề nghị là được đổi thì đồng chí Hoàng có vui vẻ nhất trí không? Tôi đồng ý ạ. Đã nhất trí với cái nội dung đề nghị của đồng chí Hiếu trong tối ngày hôm nay tổ chức đổi giường. Còn đồng chí nào có ý kiến khác? Hết chưa? Hết. Sau đây, dưới quyền chỉ huy của các đồng chí tiểu đội trưởng, cho bộ đội kiểm tra công tác chuẩn bị và đến giờ thực hiện nội dung chế độ ngủ nghỉ. Bắt đầu. Đuối, công nhận là cái này thật sự là mệt hơn em tưởng tượng rất 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 là nhiều. Ngày hôm nay thì là cảm giác được là có một cái sự mụ mị thật sự nạp đến, là không còn đủ sức để mà não nó chạy nữa. Nếu mà lo lắng nhất thì em sợ là em không thay đổi kịp được nhịp sinh học ấy, xong rồi em lại vẫn thức đến 3-4 giờ sáng. Nếu như thế thì cái ngày hôm sau của mình rất là mệt và có thể mình sẽ không hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được sao. Báo cáo chỉ đại trưởng, tôi dẫn đồng chí Sơn lên gặp chỉ đại trưởng. Hết. Đồng chí về thay nhiệm vụ. Rõ. Đồng chí Sơn, báo chí về tôi. Đồng chí hết đại trưởng. Nhận được thông tin, gia đình đồng chí cũng có gọi điện để do đơn vị muốn là gặp gỡ đồng chí. Cái kết quả gia đình đồng chí, tôi cũng quyết định dành thời gian chỉ 5 phút đồng chí gọi điện cho mẹ đồng chí. Con đợi chờ. Con đây mẹ. Chào đồng chí. Mẹ nhà khỏe không? Mẹ khỏe. Mẹ chào. Dạ. Được không con? Nói chung là có quân đội với cả có anh em ở trong này cũng quan tâm với cả hỗ trợ nhiều nên là hoàn thành được hết nhiệm vụ ngày hôm nay. Để sau không chưa bắn hạ lên. Vâng. Cố gắng nhé, trong mẹ gửi lời để thăm mấy anh em nhé. Vâng, mấy con gửi lời. Cố gắng gửi đi con nhé. Vâng, mẹ giữ sức khỏe nhá. Vâng, nhớ con lắm. Vâng, yêu mẹ. Mẹ mình là cái người mà mình yêu nhất trên cuộc đời này. Thật sự những lúc mệt mỏi trong cuộc sống hay là những lúc mà mình bế tắc trong công việc ấy, mình chỉ cần gọi cho mẹ mình được nghe giọng, mình đã cảm thấy là mình được sạc. Sạc cái trong cái tâm hồn của mình rất là nhiều và sạc cho cái năng lượng tiêu cực nó bớt đi. Ô, tranh thủ hôm nay có điện thoại để xem tôi đi vào sóng mưa. Cái gì hả? Và thủ môn của đội chủ nhà đã phản ứng bằng cách vung tay lên. Sau đó thì bóng đập vào xà ngang đẩy ra. Đồng chí Sơn gọi điện xong chưa? Tôi gọi xong rồi đồng chí. Tôi mà đang tranh thủ máy tiện có máy mà tôi hay xem TV 360 ở mọi lúc mọi nơi. Mà tuần này vào trong quân ngũ không có điện thoại dùng nên là thấy hơi được cứu. Đồng chí biết sao không? Tại vì là TV 360 có bản quyền full các trận đấu của Euro 2024. Ừ, thì xem nó có. Ok. Quá mạo hiểm của Skriniar. Chào đại đội trưởng. Đồng chí Sơn đã gọi điện cho mẹ xong chưa? Báo cáo đồng chí đại đội trưởng tôi đã gọi xong. Gia đình đồng chí tốt cả chứ? Ngày nay thì đồng chí Sơn nhiệm vụ các nội dung vui tốt. Mình mong rằng lần tới trên các nội dung nhiệm vụ được giao, Sơn phát huy khả năng sở trường
thành xuất sắc nhiệm vụ và xứng đáng với niềm tin của gia đình và đặc biệt là mẹ đồng chí. Đây là chính Hoàng, dân Bình Sơn về thôn Châu của mình. Đó. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Chúng tôi một ra vị trí hộ báo thức. Bình Trường, phía sau chạy lên. Thời gian các đồng chí cơ động từ trong nhà ở ra vị trí không bảo đảm. Trang phục mang mặc không đúng. Tiến hành bắt giữ lại. Bắt đầu. Mặc này được không ta? Thế là mặc ở khu trước đúng không? Ừ, không phải trong đi. Trời ơi, lạnh quá. Mạnh quá. Chúng đội 1 ra vị trí báo thức. Nhìn phải không? Lưu ý trung đội 1, khi có còi hiệu lệnh trực ban, bất kể là nhiệm vụ gì, yêu cầu các đồng chí vận động nhanh, trang phục mang mặc đúng quy định, đúng sự thống nhất của trung đội. Lưu ý trung đội một số điểm như vậy. Game. Thành đội hình trừ 1 x 2, điểm số 1 2 hết 1. Hai, ba, tôi lưu ý các đồng chí này, khi hô điểm số, chúng ta điểm số về hàng dọc, kết thúc điểm số về hàng dọc, chuyển sang điểm số về hàng ngang từ phải qua trái theo số tăng dần. Số các đồng chí điểm từ 1 x 2 thành số bước chân mà các đồng chí phải thực hiện điều chỉnh về cự ly giãn cách theo hàng ngang. Ví dụ đồng chí Sơn số 3 thì đồng chí lấy 3 - 1 x 2, như vậy đồng chí Sơn phải bước 4 bước để điều chỉnh về cự ly hàng ngang. Tương tự các đồng chí khác cũng vậy. Làm lại. Điểm số 1 2 hết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hết. Theo số đạt điểm. Đi đâu bước. Báo cáo đồng chí, xin lỗi ạ. Đồng chí Tuấn đi mấy bước? Dạ 2 bước ạ. Sao xa thế? Vâng ạ. Buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ luyện tập hướng dẫn các đồng chí bài 1 thể dục sáng, 8 động tác đầu tiên. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 Căng lên. Chạm mũi bàn chân. Tôi tập. Vừa rồi trung đội đã tổ chức
luyện tập nhanh dần lần 2. Sau đây tôi tiến hành kiểm tra. 4 đồng chí chiến sĩ mới của tiểu đội 1 lên vị trí. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 Thôi tập, về hàng. Trong hàng các đồng chí đã quan sát, mời các đồng chí cho ý kiến. Tôi mời ý kiến đồng chí Lập. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Với động tác gặp người là có một số đồng chí không nhìn về phía trước mà cúi gằm mặt xuống đất. Đây là lý thuyết. Tám. Mặt ngước lên, không cắm xuống đất. Không cắm xuống đất. Thực tế là sau đây đến lượt 4 đồng chí chiến sĩ của tiểu đội 2. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 Thôi tập. Tiểu đội 1, các ông chí cho ý kiến. Mời đồng chí Tuấn. Dạ, báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Tôi thấy tiểu đội 2 tập rất đúng. Đồng chí Hiếu rất là dễ thương ạ. Tôi cũng thấy vậy. Mặc dù là vẫn có động tác sai. Chưa đúng đâu. Đồng chí Tuấn có phát hiện ra động tác sai không? Dạ, động tác sai là khi đồng chí Hiếu tập đưa về đây thì đồng chí Hiếu không nắm tay lại. Còn động tác cúi gập xuống vì một cái lý do nào đó mà không có thể gập thẳng chân tay xuống. Vì một lý do nào đó. Dạ, em không dám nói để gây nội bộ lục đục. Báo cáo hết. Tuấn thấy khó nói thì để Va nói nhé. Tám. Cố gắng một tí nữa. Thôi tập. Cố gắng thêm. Sau đây thì mỗi tiểu đội chọn một đồng chí tốt nhất lên vị trí tổ chức thi đấu. 30 giây, bắt đầu. Lên nè. Em lên. Nghe. Em lên được. Em muốn lên đây, cứ lên đây. Thôi, nhanh. Tại vì em chỉ cần hoạt động. Giờ chỉ có lại. Ai đồng chí nào? Không cần là số. Anh Sơn lên không? Không gặp, ông không chạm được sớm đây. Hết thời gian. Tiểu đội 2 đồng chí nào? Ủa nãy gì đâu có biết, đâu thấy ai làm đẹp nhất. Mình đâu có thấy. Lập tập được không? Lập đi. Tiểu đội 2 đồng chí Lập. Thể dục sáng, bài 1. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ôi. Vừa rồi các đồng chí đã quan sát hai đồng chí tổ chức thi đấu. Các đồng chí đánh giá cho điểm.
Trường Sơn. Đứng gần đồng chí Hoàng nhất. Đồng chí Hoàng thì tôi thấy đa phần là làm động tác rõ ràng, không bị sai động tác nào. Sai động tác. Dự kiến được bao nhiêu điểm? Chín điểm rưỡi cần cố gắng ạ. Đồng chí Hoàng là hôm nay có một cái nội dung động tác tương đối là mới, đấy là động tác bước vân chân vòng. Bước vòng sang trái sau đó quay về vị trí ban đầu chính giữa phía trước. Bảy, bảy, bảy. Thôi, 9 thôi, 9 thôi ạ. 9 thôi ạ. Rồi, cảm ơn đồng chí. Thế còn đối với kết quả luyện tập của đồng chí Lập, mời đồng chí Phát cho ý kiến. Báo cáo đồng chí chỉ huy. Đối với phần dự thi của Quỳnh Lập thì tôi thấy là Quỳnh Lập làm sai rất nhiều động tác. Khi chúng ta lùi chân về, chúng ta chỉ cần đưa tay ra sau và hướng mạnh lên trước. Quỳnh Lập lại kết hợp thêm cả việc mổ thóc. Mổ thóc. Nếu được chấm điểm thì tôi xin cho phép được 3 điểm ạ. À. 3 điểm ạ. À. 3 điểm. Dạ vâng. Mời đồng chí Pháp. Bước lên trước, 2 bước. Bước. Tại vị trí tôi sẽ hô để đồng chí Phát biểu diễn lại cho đồng chí Lập rút kinh nghiệm. Chuẩn bị. 1. Ngã ngã khéo. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cú tôi. Cảm xúc, cảm xúc. Ngước mặt lên, ngước mặt lên, ngước. Quỳnh Lập làm sai rất nhiều động tác. Nếu được chấm điểm thì tôi xin cho phép được 3 điểm ạ. 3 điểm ạ. Thôi tập. Theo đồng chí Pha tự đánh giá mình được bao nhiêu điểm? Theo tôi thì tôi thấy mình được khoảng 8 điểm ạ. 8 điểm ạ. 8 điểm ạ. Là điểm giỏi đấy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chỉ huy đã khen ạ. Nhưng mà chưa thể giỏi được. Động tác còn yếu lắm. Theo đồng chí Lập thì đồng chí Phát được bao nhiêu điểm? Đồng điểm 3 ạ. Đồng điểm 3 ạ. Kết thúc nội dung thể dục sáng ngày hôm nay. Cơ bản các ông chí cũng đã nắm chắc về cái động tác. Tuy nhiên là động tác chưa nhanh, chưa mạnh, chưa dứt khoát. Đề nghị các ông chí tiếp tục cố gắng. Hô khẩu hiệu. Rèn luyện thân thể. Xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể. Bảo vệ tổ quốc. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.
Đúng rồi. Thành hai dọc. Đúng rồi. Thành hai dọc. Lấy thử chưa? Chị lấy một cái bát với một đôi đũa này. Còn ai thiếu nhỉ? Nhìn trước. Không. Trái. Ôi. Trước khi trung đội tổ chức ăn cơm, yêu cầu các đồng chí chiến sĩ, các đồng chí ăn đủ định lượng. Bữa sáng mỗi đồng chí ít nhất phải 2 bát cơm. Thức ăn thì các đồng chí ăn hết để bảo đảm sức khỏe cho các cái hoạt động liên quan đến huấn luyện và rèn luyện của đơn vị. Bên phải. Quay. Đi đều. Bước. Vì nhân dân quên mình. Một, hai. Dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh. Anh em tới vì nhân dân quên mình. Một cái tác phong rất là hay ở trong quân đội, tạo cho chiến sĩ những cái niềm hứng khởi khi mà đi đến nhà ăn. Toàn thể quốc chúng ta là con yêu của người, để nói gương suốt đời vì nhân dân. Rồi, đứng. Sáu vào. Sáu vào là sáu người vào. Đây là sứ hoàng đầu tiên. Em mời các đồng chí. Mời các đồng chí. Vâng, coi như là mất luôn khái niệm thời gian luôn mà. Không biết, bây giờ mấy giờ luôn. Để hỏi bây giờ anh đâu biết đâu. Khi mà anh thức dậy anh nói chắc mình ngủ được nhiêu tiếng rồi trời. Không, mà nếu mà mình biết thời gian mình ngủ ít đó là mình sẽ bị hoang mang. Hôm nay cũng căng. Hôm nay ra đồi. Làm tí rau thì mới đi được. Ngon quá. Ngon. Hình như là sáng nay mình dạy chế bốc thuốc luôn đúng không ta? Dạ, em nghe thấy âm thanh đấy thì em dạy luôn. Ngon nha. Tối qua anh em cũng ngon. Sweet. Sweet à? Ôi sao Hiếu cười. Anh xem đi. Ui. Mạnh dã man luôn. Hôm qua Hiếu sản xuất âm nhạc à? Chạy rồi. Mình không nghĩ là anh Hiếu lại ngáy to đến mức như thế. Mọi người hãy cảm giác như là một kiểu tiếng gỗ xẻ. Mà tiếng gỗ xẻ để kéo dài, không có hồi kết. Anh diễn nguyên buổi tối luôn chứ đâu có mà diễn mấy bài đâu. Anh diễn nguyên live show luôn á. Đúng rồi, anh live show của anh mà nguyên đêm luôn. Trời ơi. Từ bé đến lớn luôn là mình có một vành mũi và mình ngáy rất rất là to. Có nhiều đồng chí trong đấy thì thật sự không quen biết điều đấy. Anh Hiếu thì anh ngủ anh hay ngáy thì mọi người cũng biết rồi. Đồ vài câu ấy thôi nhưng mà mọi người đều cố gắng hỗ trợ để mà cùng nhau có một cái giấc ngủ. Và mình không muốn gây ảnh hưởng cho người khác. Và mỗi ngày thì mình cố gắng thức lâu nhất có thể để cho mọi người có một cơ hội để ngủ trước. Thì mong mọi người ngủ say rồi mọi người không có người ok. Như mình đã nói, đấy là cái vấn đề cá nhân của mình. Người khác không phải hưởng cái điều đó. Mình nhìn cố chấp mình hạn chế nó ở cái tầm nào ok nhất. Nhưng mà về sức khỏe thì mệt. Đang cứ rất là mệt. Trong này phải có căng tin chứ. Nhưng mà căng tin bán những cái gì? Anh em có con mặt hàng. Đấy, mở nước. Ngon thế nhỉ? Đấy. Tuyệt vời. Nước này mình đi theo trường thì uống. Tuyệt vời luôn. Ấy, mình đi căng tin được không? Giờ mình đi xuống căng tin xin 2 phút luôn. Được. Tôi thèm một cây kem quá. Ơ nhưng không có tiền. Tiền đâu? Tiền đâu? Không có điện thoại đi. Thiếu. Sẽ mất cặp. Căng tin đấy cũng không cho sao mua nợ. Ơi còn miếng chả nè, bác hay hoàng. Thôi em thua. Lập, đưa chén này. Ủa? Gì vậy? Đưa chén này, nhanh lên.
ăn đi rồi xong lấy có sức uống nước ép. Sao mình có mình tôi ăn như vậy? Không, anh biết rằng em ăn không kịp ha. Tại ở ngoài đời em ăn rất chậm. Trong giới diễn viên nghệ sĩ là em được mệnh danh là ăn chậm nhất thôi. Không, ăn chậm sướng mà. Nhưng mà trong cái phạm vi này là không sướng nè. Đầy đủ tất cả các món y như là một bữa ăn buổi trưa và buổi chiều tối. Em cảm giác mọi thứ thoải mái hơn và các đồng chí cũng nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Thì tự nhiên giống như là một gian bếp ở nhà mình vậy. Khi nào mà mình chả mà cái bàn tay của mình mở. Ăn cái này, cỏ này, ăn cái này. Nó mạnh quá. Đúng rồi, tập trung. Rửa lẹ đi kìa. Cô đi, cô cũng muốn tắt. Rồi đi kìa, rồi xong. Cô để cho đồng chí rửa đó. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media. Luồn cái dây đi qua cái dây này chắc. Ờ đúng rồi. Rồi mình mới luồn dưới nha, luồn ở dưới chứ. Xong rồi kéo lên. Nhấp này cho anh. Vừa chưa? Chưa sát. Nhưng mà chưa sát. Đẩy ra ngoài tay, cứ lấy đi, đổ ra này. Đang đèn nhau quá. Không đèn nhau. Được chưa? Được. Anh đặt đi cho nó quen. Ô. Tay phải đỡ đấy. Tự làm được không? Hả? Tự sáng mai mình có thể tự làm được không? Được, quá nhiều. Ý! Cái này rất là khó làm. Đầu động mình là vậy. Nên là không động chạm. Tiếp quay ra đánh phát vào gối của anh. Buồn. Chúng ta phá tiếp. Nào. Chúng ta phá tiếp. Nào. Trung đội, các ông chí vào vị trí để tổ chức kiểm tra xã. Tất cả đứng kết về cuối giường. Trong đội trưởng mà bắt đầu vào là em hết sức sợ. Bắt đầu kiểm tra. Muốn cho cấp cái này được chưa? Dạ, cái này cũng phát rồi. Phát. Chúng ta luôn phải làm gì đây? Dạ. Phát thấy thế này được chưa? Dạ, tôi vừa được hướng dẫn. Tức là được hướng dẫn làm đúng thế này. Bạn chỉ tôi làm trang xấu. Dạ. Cố lại. Dạ. Có những cái quy định rất là khắt khe về cái việc là sắp xếp căn màn các thứ. Thì em thấy cũng là một trong những cái mà rèn luyện cái tính kỷ luật và cái tính tỉ mỉ rất là cao. Hoàng, được cấp trao nào. Dạ. Có đồng chí hướng dẫn em. Nhưng mà chân này có phải đồng chí Hoàng thử cấp không? Có thêm đồng chí hướng dẫn em. Cái chân này là phải tự đồng chí cấp. Dạ. Vuốt thẳng mép chân. Vâng. Thì mới đạt yêu cầu. Để góc chân thì trong thì được. Chưa thẳng, chưa đẹp, chưa vuông. Mạnh dạn lên chứ cứ nắn bằng ngón tay thế thì làm sao nó đẹp được. Nhìn cái màn xem nó đã vuông đã cân chưa. Màn phải vuông phải cân thì sau chỉnh chân mới dễ.
mép chân trên chưa bằng mép chân dưới, để mép chân bằng nhau, sau đó mình chỉnh. Dạ. Lập cho vuốt căng cái chiếu ra. Dạ vâng. Rõ. Ở nhà có bao giờ lập phải gấp chiếu này? Dạ, ở nhà chỉ có gấp nền, gấp chăn. Thì màn kéo ra một chút nữa để làm sao mà cái mép màn nó ngang với lại cái mép của mép chăn. Ban đầu là hô khẩu lệnh rất là trang nghiêm, rất là dữ, nhưng mà khi mà đến coi là đồng chí kiểm tra lại cho kỹ rồi kéo chiếu ra, kéo chiếu ra, kéo chiếu ra. Tự nhiên cái em thấy giống như là một người anh cả trong nhà dạy mấy đứa em vậy đó, nói chuyện mình thấy rất là chân tình. Hết thời gian kiểm tra, về vị trí. Nhận xét kết quả kiểm tra sáng, điểm mạnh. Về cơ bản, các đồng chí chiến sĩ mới đã nắm được quy định về xếp đặt trật tự nội bộ vệ sinh. Điểm yếu: tổ chức gốc chăn chưa cụ thể, chưa tỉ mỉ, chăn chưa buông, ba lô của các đồng chí dây còn thò. Yêu cầu các đồng chí là tiếp tục rèn luyện để các cái lần tiếp theo xếp đặt từ đội hình. Các bạn, tôi công bố điểm thi đua của ngày hội. Đồng chí Trần Duy Tuấn, điểm học tập 8,8, điểm rèn luyện 9, tổng 8,9. Đồng chí La Quốc Pháp, tổng 8,05. Đồng chí Phạm Hoàng Hải, tổng 8,25. Đồng chí Nghiêm Anh Hiếu, tổng 8,05. Đồng chí Nguyễn Việt Hoàng, tổng 8,25. Đồng chí Mai Tài Phến, tổng 8,4. Đồng chí Huỳnh Ngọc Lập, tổng 8,3. Đồng chí Nguyễn Huy Sơn, tổng 8,3. Thi đua của ngày 1 trên cơ sở kết quả đánh giá điểm thi đua từng ngày sẽ đánh giá đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Vì vậy đề nghị các đồng chí những cái điểm mạnh đã làm được các đồng chí phát huy, những cái điểm nào là tồn tại là khuyết điểm chúng ta phải khắc phục và khắc phục bằng được trong thời gian tiếp theo. Sau đây các tiểu đội cho chuẩn bị vật chất để tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Bắt đầu. Trong giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Damn! Nhìn bên phải, thắng! Thôi! Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, quân số tham gia huấn luyện 18 đồng chí hết. Đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Rõ. Tất cả quân nhân nghe thấy mệnh lệnh của người chỉ huy phải nghiêm túc thực hiện. Các chúng tôi chỉ huy về vị trí, tập trung lại, bắt đầu. Bởi Viettel Media. Yêm. Sau đây đơn vị tổ chức hội thao. Cố lên anh ơi. Cố lên em. Cố lên. Ôi. Cố lên tim ơi.